Chào tất cả anh em nhé, chào tất cả mọi người. Mình là thiết bị VNC. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái chai chai tẩy rửa máy nha anh em. Chai tẩy rửa máy hàng hàng của bên thương hiệu Palat nha anh em nha. Chai 500 ml, chai nửa lít này. Chuyên dụng để tẩy tẩy rửa máy đầu bò đó, xe máy này, ô tô, nói chung là máy móc dính dầu nhớt mỡ ố vàng rồi đó. Là mình sẽ dùng những cái chai, mình sẽ dùng cái tay chai tẩy rửa máy này, hàng Palat nha anh em, thương hiệu Palat. Chúng ta đây có cái tem hướng dẫn sử dụng cho anh em này, và một chai như vậy 500 ml Palat tẩy rửa máy là mình bán là 35.000 một chai anh em nha, 35.000 một ca như vậy nha anh em. Và anh em nào nếu mà mua cái này thì có thể mua thêm những cái bộ bộ cọ này, bộ cái bàn chải vệ sinh này. Thì nếu mà anh em mua lẻ, chẳng hạn như mua mua đây mình có cái bàn chải đồng này, anh em mà mua lẻ thì cây là mình bán là 15.000 một cây như vậy nha anh em, 15.000 một cây đấy. Còn anh em nào muốn mua nguyên bộ 3 cây như vậy thì mình có hai loại, loại mình bán 3 cây như vậy nè, 3 cây. Đây là 3 cây cái loại kẽm nha anh em, kẽm 3 cây này là mình bán 35.000 nha anh em, đây anh em nha. Và mình cũng có cái loại 3 cây cũng 35.000, nhưng mà cái đầu nó bằng đồng, cây đồng, cái loại kia loại kẽm loại đồng. Thì anh em nào mua cái chai tải máy này có thể mua thêm cái bộ cọ thì có thể liên hệ với mình. Thì anh em có thể mua bộ cọ 3 cây bằng đồng hoặc bằng kẽm, hoặc là anh em muốn mua một cái hàng rời của đây, bằng chải rời bằng đồng 15.000 một cây cũng được, hoặc là bộ 3 cây 35.000. Thì anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ mình thiết bị VNC nha anh em. Số điện thoại Zalo là 0911600357. Anh em nào xem được video thì nhớ nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và nhớ nhấn chuông theo dõi để khi mình ra video mới thì anh em sẽ nhận được thông báo mới nhất nha anh em. Mình sẽ giới thiệu cho anh em sản phẩm hàng ngày, làm những cái video giới thiệu cho anh em những sản phẩm mỗi ngày luôn, cho anh em những cái sản phẩm thông dụng, chuyên dụng nhất, hiệu quả nhất và chất lượng và giá cả tốt nhất cho anh em nha. Chào tất cả anh em nha, mình là thiết bị VNC, xin chào tất cả mọi người.